Rồi, xin chào các bác nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Rồi, trước mắt các bác đây em có một cái lồi áp suất ga các bác nhé, của Nhật Bản. Thế nên là có hãng nào rồi, hãng nó ở dưới đít đấy. Thì bây giờ hiện tại em đang đun đó, em thử xem là cái áp suất của nó có bị xì hơi ra đây không. Đó, thì lồi không xì hơi nhé các bác nhé, đó, sử dụng bình thường. Mấy chỗ này em chỉ chưa có vệ sinh bác nhé, đó đây, bác nhìn kia. Em thử cái nồi đó thôi, thì bác nào về sử dụng vệ sinh cho em nhé. Đây này, đang thử nửa. Đây này, dung tích của nó là rất là lớn nha, dung tích của nó 6 lít. Đó, em tắt nửa rồi. Rồi, thì bên ngoài này rồi các bác dung tích 6 lít các bác nhé. Đó, hơi để bác để đây. Đó, còn nút đun là nó sẽ quay như vừa rồi các bác nhé. Rồi, nồi này dung tích nó là 6 lít. Đó, rất là to, rất là lớn. Các bác nhìn này, chiều cao nó gần 20cm cơ. Đó, nên là bác có thể phù hợp mà hầm những cái đồ nhiều. Đấy, thì lưu ý chỉ bác sử dụng nồi áp suất rồi biết rồi đó, thì mình phải tắt nửa đi đó, thì mình xả hơi ở cái chỗ vừa rồi đó. Đó, xả hơi đi thì mình hãy mở ra, còn rất là nguy hiểm các bác nhé. Đó, cái nơi đây là nồi áp suất của Nhật các bác nhé, tem mã còn đầy đủ, nó in ở dưới đáy xong các bác nhé, ở dưới đáy nó sẽ in thông số với cả nhà sản xuất, công ty của nó. Ở cái này dung tích của nó là 6 lít thì giá của nó là 850.000 các bác nhé. Đó, thì bác nào có nhu cầu mua thì cứ gọi cho em. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.